Khép lại một năm học với bao vất vả cố gắng nhằm tạo không gian vui chơi giải trí lành mạnh, hiện các lớp năng khiếu cho thanh thiếu nhi đã được mở để các em thư giãn và phát triển năng khiếu của mình. Nghỉ hè là thời điểm trẻ được vui chơi, thư giãn sau một năm học căng thẳng. Làm sao để tạo ra sân chơi bổ ích, lý thú là nỗi băn khoăn của nhiều bậc phụ huynh. Đáp ứng nhu cầu này, những năm gần đây, Nhà văn hóa lao động tỉnh đã tổ chức các môn năng khiếu ở nhiều bộ môn khác nhau, thu hút các thanh thiếu nhi là con em cán bộ, viên chức và người lao động trên địa bàn tham gia. Hàng năm chúng tôi có kế hoạch này, một là một lớp khiêu vũ, hai là lớp cầu lông, ba là lớp bóng bàn, bốn là lớp múa, năm là lớp mỹ thuật, sáu là cái lớp trải nghiệm của tâm Việt. Cứ đến hè là 3 tháng 6 cho đến 15 tháng 8 là chúng tôi kết thúc một cái khóa học. Tham gia học các lớp năng khiếu trong dịp hè, các em không chỉ phát hiện và bồi dưỡng các năng khiếu mới của chính mình mà còn giao lưu, trải nghiệm với các bạn đồng trang lứa. Tuy nhiên, việc lựa chọn tham gia cần nhất vẫn là dựa trên niềm đam mê và sở thích của các em, thay vì chạy đua theo thị hiếu tâm lý đám đông. Em đã tham gia nhà văn hóa từ 5 tuổi đến bây giờ là 16 tuổi, đã được cũng phải hơn 10 năm rồi. Và em đã học được rất là nhiều bộ môn ở đây. Ở đây đã có rất là nhiều sự lựa chọn như là hát, múa, nhảy, vẽ, đàn. Những bộ môn đấy thì em đã từng học qua, cũng có một chút ít kinh nghiệm về tất cả các bộ môn. Học ở đây thì em đã dành được cho bản thân mình ít những kinh nghiệm để sau này có thể ra cuộc sống để tận dụng cái bộ môn mà mình đã học ở đây. Hè năm 2024, Nhà văn hóa thiếu nhi đã tổ chức các bộ môn năng khiếu với các bộ môn đoàn đội, phương pháp công tác đội, bộ môn thanh nhạc, organ, võ karate do, múa, hội họa, mỹ thuật và các bộ môn dance. Đặc biệt là năm nay có thêm các bộ môn kỹ năng sống. Ở lứa tuổi mầm non, trẻ thường hiếu kỳ, thích khám phá thế giới xung quanh. Nhưng do công việc bận rộn, nhiều bậc phụ huynh chọn đăng ký học hè tại trường cho trẻ. Để trẻ có khoảng thời gian ý nghĩa, nhiều trường mầm non đã lồng ghép các môn năng khiếu ngay trên lớp. Để trẻ em có một mùa hè thật sự an toàn, lành mạnh, hơn ai hết, các bậc phụ huynh cần làm tốt công tác quản lý con em mình, tránh để trẻ sa vào các trò chơi vô bổ, thiếu lành mạnh, những trò chơi nguy hiểm, ảnh hưởng xấu tới sức khỏe cũng như sự phát triển tâm hồn và trí tuệ của trẻ, đồng thời giảm nguy cơ thương tích từ những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.